Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Ngọc Trâm. Hôm nay tụi mình cùng nhau đi khám phá Taipei, là thủ đô của Đài Loan, còn được gọi là Đài Bắc. Đài Bắc còn nổi tiếng với khung cảnh ẩm thực, đường phố sôi động và nhiều chợ đêm, trong đó có chợ Sinh Linh rộng lớn. Nằm ở quận Sinh Linh, đây là chợ đêm lớn nhất và nổi tiếng nhất trong thành phố. Tại đây, bạn sẽ tìm thấy những món ăn đường phố Đài Loan thơm ngon và hàng hóa độc đáo. Quy mô, phạm vi, lịch sử và sự nổi tiếng lâu dài của chợ Sinh Linh như một điểm nóng về đêm khiến nơi đây trở thành điểm tham quan không thể bỏ qua trong bất kỳ hành trình viếng thăm Đài Bắc nào. Sẽ không phải là một chuyến đi đến Đài Bắc nếu như không ghé thăm chợ đêm. Chuyến tham quan chợ đêm sẽ giúp bạn dễ dàng theo bước chân của người dân địa phương. Món khoai tây chiên này rất là đắt khách. Họ bỏ quả củ khoai vào trong cái máy và sắt mỏng ra rồi chiên và rắc đường lên. Nhìn trông rất là hấp dẫn. Chợ đêm là một điểm nổi bật không thể bỏ qua, đồng thời tìm hiểu thêm về văn hóa và ẩm thực của người Đài Loan trên đường phố. Bạn có thể thử những món ăn nhẹ, bắt mắt, từ bánh dứa, bánh bạch tuộc nướng đến đá bào, xoài và hơn thế nữa. Trời ơi, buổi tối bà con đổ ra đường để ăn ăn quà nè. Ban ngày thì vắng mà ban đêm mà đổ ra đường dễ sợ luôn. Trời ơi, có người ta đứng ta xếp hàng để mua đồ ăn kìa. Còn mình đi ra ngoài chứ mình đâu có đi vô trong. Chợ đêm Sinh Linh đã trở thành một chợ đêm lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Đài Loan, đặc biệt là về ẩm thực và là tâm điểm yêu thích của người dân cũng như du khách về cuộc sống ban đêm của Đài Bắc. Địa danh nổi bật nhất bên trong chợ đêm là đền Mã Tổ hàng thế kỷ, còn được gọi tên là Sinh Linh Sinh Sơn, được thành lập đầu tiên vào năm 1796 và chuyển đến vị trí hiện tại vào năm 1864. Đắm mình vào miền Bắc Đài Loan tuyệt đẹp trong chuyến du lịch riêng nửa ngày từ Đài Bắc này, bạn sẽ được chiêm ngưỡng Thác Vàng và 13 tàn tích Jingguoshi, thực hiện điều ước với đèn trời trên Pingxi và khám phá
Các đường phố của Jushen là một phần của lịch sử. Thị trấn quyến rũ của làng Jufien và Pinky nằm trong khoảng cách dễ dàng để đi đến Đài Loan, khiến chúng trở thành điểm lý tưởng cho chuyến đi trong ngày của những du khách lần đầu tiên tới. Mọi người ở đây tin tưởng rằng từ ngàn xưa, nếu mình viết những lời nguyện ước lên cái đèn và đưa lên trời thì sẽ gặp được may mắn. Con đường lịch sử và duyên dáng này là nguồn cảm hứng cho bộ phim Spirited Away của Miyazaki, cũng như bối cảnh cho một số bộ phim khác của Đài Loan được mọi người yêu thích. Cuối cùng, hãy đến phố cổ thập phần nơi nổi tiếng với những món ăn địa phương ngon miệng và hàng lưu niệm và những chuyến tàu tốc hành. Trở về thành phố chính của Jinglin, mình sẽ đến thăm cái mall, một trong những cái mall lớn nhất của Jinglin. Tàu của mình lại dừng lại một cái cảng khác của Đài Loan, có cái tên là Hulan Lien. Đây, nhóm của mình đang đi tới thành phố của Đài Loan. Đây, nhóm của mình đó, mình đang quay nè. Đây là cái crew của mình nè. Mai mốt lên mạng mà coi. Trên vùng cao nguyên ở phía nam của Metlun, ở góc đông bắc của thành phố Hoa Liên, vườn thông nhìn ra thành phố Hoa Liên và cửa sông Metlun. Bên ngoài vườn thông có hàng chục cây thông cổ thụ, hệ sinh thái tự nhiên và những dấu vết do thời gian để lại đã trở thành nét độc đáo của khu vườn. Sự kết hợp của nhiều hoạt động nghệ thuật khác nhau đã biến khu vườn trở thành không gian trưng bày và biểu diễn nghệ thuật văn học. Hoa Liên là một thành phố xinh đẹp nằm ở bờ biển phía đông của Đài Loan. Nó được nhiều người coi là một trong những thành phố đẹp nhất đất nước,
có cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục và khung cảnh văn hóa sôi động. Cây nổi tiếng nhất trong khu là cây thông Ryokyu. Người Nhật thời đó đã trồng hơn 100 cây, tạo thành một khu rừng nhỏ rất rậm rạp. Sau này, do bão, lũ và sâu bệnh, nơi đây chỉ còn lại khoảng 30 cây thông dài. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Ngọc Trâm. Chúc các bạn một ngày thật vui, thật an lành bên gia đình và bạn bè. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp. Bye bye!